Thưa quý vị, khách du lịch bằng tàu biển là dòng khách cao cấp, có sức chi tiêu cao và là dòng khách rất tiềm năng của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với nhiều lợi thế vượt trội, có thể phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, Đà Nẵng đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp để thu hút đông đảo lượng khách này đến với thành phố. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, du lịch tàu biển có doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ, đó là một trong những lý do khiến du lịch tàu biển được các nước phát triển trên thế giới ưa chuộng và khai thác triệt để. Uncto dự báo năm nay sự phục hồi du lịch tàu biển sẽ rất tốt. Điều này cũng thể hiện rõ nét qua lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển ngay đầu năm 2023. Theo đó, trong quý 1 năm 2023, Đà Nẵng đã đón chiến chuyến tàu biển với 7.300 khách quốc tế cập cảng visa. Đây là tín hiệu vui cho du lịch thành phố. <laughs> Chúng tôi rất thích thành phố này, sạch đẹp và ấn tượng, con người thân thiện. Đà Nẵng với lợi thế về cảng tiền sa, hệ thống hạ tầng sản phẩm du lịch và đặc biệt các di sản văn hóa thế giới trong khu vực, có nhiều tiềm năng thu hút dòng khách du lịch bằng đường tàu biển. Nếu mà nhìn nhận ở cái con số của năm 2019 với trên 100 chuyến và cái lượng khách là gần 300.000 khách chúng ta có thể thấy rằng là đã chiếm gần 10% trong cái tổng à, số lượng khách du lịch quốc tế tới thăm thành phố của chúng ta và đây là một cái nguồn khách hết sức là tiềm năng à, cho du lịch thành phố. Đặc thù của khách du lịch qua đường tàu biển là không lưu trú trên bờ, vì vậy các điểm tham quan như bảo tàng danh thắng Ngũ Hành Sơn và đặc biệt là các chương trình City Tour, chương trình mua sắm tại chợ hàng, chợ cồn sẽ có cơ hội để phục vụ dòng khách này qua đánh giá dòng khách này thường đến từ các nước ở châu Âu và các thị trường trong khu vực có sức chi tiêu cao. Vì vậy để khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, Sở Du lịch đang xây dựng và tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch thu hút khách du lịch bằng tàu biển. Bên cạnh đó thì chúng tôi tăng cường cái công tác xúc tiến quảng bá, đặc biệt là làm việc với các hãng tàu để người ta có thể kéo dài cái thời gian lưu trú của khách du lịch tàu biển tại thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở như vậy thì chúng ta có thể khai thác được cái à, sức mua à, của khách chụp tàu biển khi mà người ta lên bờ người ta tham quan cũng như là mua sắm mua các cái vận dụng hậu cần phục vụ cho cái hải trình của họ à, từ đây tới với lại các cái cảng biển du lịch quốc tế à, thứ ba nữa là chúng tôi cũng xây dựng các cái sản phẩm à, đặc biệt là các cái city tour à, cùng với lại các cái doanh nghiệp cùng với lại các cái điểm mà cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố thì tạo điều kiện thuận lợi nhất à, về mặt à, thời gian di chuyển cũng như là đảm bảo cái môi trường an ninh trật tự an toàn đối với lại khách du lịch tàu biển khi mà người ta tới thăm thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có mật độ giao thông ngày càng dày đặc. Việc đón và vận chuyển khách tàu biển từ cảng Tiên Sa về trung tâm thành phố còn khó khăn, cho nên cần sự phối hợp hỗ trợ của ngành chức năng, đặc biệt là giao thông thứ hai là vấn đề đu bám chèo kéo khách du lịch vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn nên sự hỗ trợ của các ngành chức năng các địa phương liên quan là rất quan trọng để công tác đón và phục vụ khách du lịch tàu biển được đảm bảo tạo ấn tượng cho du khách khi đến tham quan du lịch tại đà nẵng góp phần định vị thành phố trở thành điểm đến của những siêu tàu du lịch nổi tiếng trên thế giới